Xin chào tất cả các em, mình là Mai Hiên, là chủ nhân của trang web có tên là myhienvstep.medivis.vn. Đây là trang web hỗ trợ cho những bạn ôn thi dạng thi Vstep và dạng thi Aptis. Ngày hôm nay rất là vui mừng khi mà có thể ra mắt cho các em một cái tài khoản dành cho những bạn tự luyện dạng thi Aptis. Hiện tại thì bài thi Aptis được đánh giá là bài thi dễ nhất trong số các bài thi để mà đạt được chứng chỉ B2 của dạng thi này. Mình phải thừa nhận nó là dễ nhất. Nó sẽ mở cánh cửa cho những bạn mà yếu kém. Thế thì cái tài khoản trên trang web này ngày hôm nay mình đã hoàn thiện và mình có thể cung cấp cho những bạn có nhu cầu mà tự luyện bài thi Aptis. Đó. Và trên này có những cái video cực kỳ là giá trị. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn cái trên trang web đấy có những gì. Nếu các bạn muốn trải nghiệm học trên trang web này nó như thế nào thì các bạn có thể để lại email cho mình vào nhóm và để lại email cho mình sẽ cấp cho các bạn một cái tài khoản học ở trên này để các bạn có thể trải nghiệm học ở trên này trong một khoảng thời gian ngắn nhất định đó. Rồi sau đấy các bạn có thể quyết định là các bạn có đăng ký mua cái tài khoản này hay không nhé. Rồi khi các bạn vào cái trang web myhienvstep.medivis.vn thì các bạn vào nút đăng nhập. Các bạn đăng nhập bằng cái email của các bạn. Đó. Và mật khẩu mình tạo cho các bạn thường là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Các bạn đăng nhập vào đây. Đó. Khi các bạn đăng nhập vào thì giao diện của nó sẽ như thế này. Sau đấy các bạn ấn vào chữ vào học. Đó. Thì trong tài khoản của các em này nó sẽ có một cái tài khoản có tên là Optis tự luyện. Đó, có cái nút vào học. Các bạn có thể ấn vào đây và các bạn có thể bắt đầu học. Ngoài cái khóa học này ra, các bạn còn có một combo đề thi, đó là phần grammar và phần vocab. Thường thì cái phần này giáo viên ít khi dạy cho các bạn trên lớp, bởi vì đây là cái phần về mặt lý thuyết là không tính điểm trong số vào tổng điểm của 4 kỹ năng. Tuy nhiên, nó lại đóng một phần quyết định cái điểm của phần kỹ năng writing và phần kỹ năng speaking của các em có được ở cái mức độ B2 hay không. Có những bạn viết mà học thuộc lầu cái bài 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 trọng điểm chẳng hạn, bóng trúng đề học thuộc lầu cái bài đấy. Thế nhưng mà cái phần 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 bài thi grammar và phần vocab điểm quá thấp, thế nên là họ không thể nào cho các em ở mức độ điểm B2 được, mà các em chỉ có thể ở mức dưới hơn, tức là B1 thôi. Thế nên là nếu như để muốn đảm bảo rằng cái bài thi đấy của mình có khả năng lên được điểm B2 thì các bạn cũng phải học qua cái phần ngữ pháp và từ vựng. Đó, các bạn có thể vào đây các bạn làm. Đó. Các bạn có các cái bài làm thi thử như thế này, y gì như là khi mà các bạn đi thi. Và đây là những câu hỏi có ở trong ngân hàng đề của Hội đồng Anh. Đó. Các bạn có thể thi vào đây và các bạn có thể check đáp án đúng hay sai sau khi mà các bạn làm xong. Đó. Đó. Còn trên cái trang web chính của chúng ta, cái tài khoản Optis tự luyện này thì nó sẽ có những cái gì nhá. Đó. Các bạn ở đây các bạn có 8 chương. Chương thứ nhất là chương tổng quan về bài thi Optis. Các bạn xem cái video này để các bạn hiểu cái bài thi Optis nó như thế nào, format bài thi như thế nào, cách tính điểm như thế nào và lớp mình sẽ vận hành như thế nào. Đó. Chương số 2 là chương tổng hợp các mẹo làm bài thi. Ở đây có một số mẹo và mình sẽ bổ sung trong thời gian sắp tới thì mình sẽ hàng ngày mình sẽ bổ sung vào đây. Thì các bạn có thể có rất là nhiều các video mẹo vào trong này. Kỹ năng speaking. Kỹ năng speaking là kỹ năng mà chúng ta tốn khá nhiều thời gian để chúng ta luyện cái phần kỹ năng này.
kể cả các bạn trúng đề đi chăng nữa thì cái phần này cũng là phần mà mất khá nhiều thời gian, bởi vì là các bạn trúng đề thường là cái thời gian mà chúng ta biết cái đề trọng điểm nó khá là ngắn, nó chỉ có mấy ngày thôi. Thế nên là cho dù là các bạn có trúng đề đi chăng nữa mà các bạn không luyện thì các bạn cũng không có khả năng nói tốt đâu. Thế nên là cái điều quan trọng là các bạn phải luyện hàng ngày, các bạn phải tập làm hàng ngày, các bạn phải luyện hàng ngày nữa. Và mỗi một cái video này nó chỉ có độ dài từ mười mấy phút thôi, nó rất là nó rất là dễ học. Ví dụ như là cái video đầu tiên, phần part 1, chúng ta có ba câu hỏi đầu tiên ấy, liên quan đến bản thân và sở thích ấy. Đó, đây các bạn có thể bấm vào đây và các bạn xem. After speaking part 1, session 1, như chúng ta đã biết thì trong phần số 1 của kỹ năng speaking. Đó, thì ở đây mình trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn trả lời ba câu hỏi này. Đây là các câu hỏi có ở trong ngân hàng đề của cục khảo thí. Đó. Đó, quay trở lại phần speaking, chúng ta sẽ có những video phần số 1 này riêng này, phần số 2 riêng này, đó, phần tải tranh này, đó, rồi là phần số 3 là hai bức tranh, phần miêu tả hai bức tranh. Đây là những cái đề có trong ngân hàng đề nhé. Tất cả những cái đề mà cô giáo hướng dẫn ở đây, những cái phần cô giáo hướng dẫn ở đây đều là những cái đề có trong ngân hàng đề. Hoặc là cái phần số 4 đây, chúng ta có những cái bài như thế này. Và cô giáo sẽ cập nhật những cái đề mà gần đây thi nhất sẽ cập nhật trên này nữa. Thế nên là không phải riêng có những cái video này đâu, mà các em còn sẽ có những cái video cô giáo cập nhật nữa. Đó, ví dụ phần writing, phần viết. Đó, đây là phần kỹ năng viết. Có cũng từng phần 1, phần part 1, part 2, part 3, part 4. Và video chỉ có độ dài mười mấy cho đến cùng lắm là 30 mấy phút thôi. Đó, nó rất là dễ học, cực kỳ là dễ học và cực kỳ là khoa học. Đó, phần listening, yeah. Phần reading. Các buổi học được quay lại trên lớp thì đối với các bạn ở trong cái tài khoản tự học thì cô giáo sẽ cho các bạn xem 2, 4, 6, 7, 7 cái video. Đây là 7 cái buổi học ở trên lớp cô giáo đã quay lại và các bạn có thể học, các bạn có thể có những cái trải nghiệm là học cùng với các bạn trong lớp của cô giáo. Và chương grammar, chương ngữ pháp, và đây là một số các cái vấn đề trọng tâm về ngữ pháp trong trong bài thi Aptis. Đặc biệt là phần kỹ năng viết, là phần kỹ năng nói nữa. Đó là cái tài khoản của cái dành cho những bạn mà muốn luyện thi Aptis, các bạn tự luyện tại nhà, các bạn không cần phải học các cái buổi học ở trên lớp. Vì các bạn học ở trên này, các bạn sẽ học lúc nào cũng được. Và mỗi một hôm, nếu như các bạn chưa cần gấp, các bạn chưa cần phải join vào các cái lớp ở trên trung tâm, các bạn có thể học trên này trước. Mỗi một hôm các bạn chỉ cần xem một cái video thôi. Mỗi một hôm các bạn chỉ cần xem một cái video 15-20 phút thôi. Sau đấy các bạn xem rồi các bạn chép lại cái nội dung trong cái video đấy. Mình sẽ gửi cho các bạn cái file Word của nó. Tuy nhiên thì các bạn có thể viết, xem và các bạn chép lại, nó sẽ dễ nhớ hơn. Đó, và mỗi một hôm các bạn chỉ cần xem một cái video ngắn như thế này thôi thì cô giáo đảm bảo là các bạn sẽ học sẽ rất là hiệu quả. Nếu như mà các em muốn sau này các em học online trên lớp thì các bạn có thể học trên này trước. Khi mà các bạn đăng ký mua cái tài khoản học trên trang web này mà sau này các bạn sau này các bạn lại đăng ký học online trên lớp của cô giáo thì tất nhiên cái phí học của các bạn sẽ được giảm đi tương đối. Còn các bạn có thể tự luyện ở đây, các bạn luyện ở đây vừa rồi các bạn đi thi cũng được, được chưa? Nếu bạn nào muốn xem cái trải nghiệm học ở trên trang web của mình như thế nào thì các bạn có thể để lại email, mình sẽ cấp cho các bạn tài khoản học ở trên này. Rồi sau đấy các bạn có thể quyết định là các bạn có nên mua cái tài khoản này hay không. Ok, bye bye mọi người.